Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up! Câu là một câu hỏi rất bình thường và một câu hỏi để hỏi chúng ta không biết hỏi cái gì. Dạ hỏi đi, để không biết hỏi cái gì. Dạ, thì để mà nói về cảm giác mà đứng ở sân khấu này thì em xin chia sẻ một chút là đúng với cái câu nói ông bà mình ngày xưa hay nói là nhìn lên thì thấy mình không bằng ai, và đây là mình rồi. Dạ, mọi người đứng ở trên quá cao và nhìn xuống thì thấy toàn sân ấy, cho nên không thể giấu được cái sự rung vô cùng lớn của em ở trên đây. Dạ, xin mọi người cho em một tràng pháo tay để em có thể tự tin hơn. Dạ. Đến bây giờ vẫn rung mà. Dạ. Dạ vô bài, dạ rồi chị bảo ăn kem vô bài, dạ thôi xin thức vô bài. Dạ chia sẻ mọi người một chút, thì trước đây đối với cái quan điểm của em và góc nhìn của em thì đàn ông Việt Nam chúng ta, những người con trai chúng ta thường á là mình sẽ không có quá châu chuốt, quá để ý tới cái việc làm đẹp, hay tiếng Anh mình còn gọi là grooming. Ngày xưa cái thời ba của em hay thời mấy anh, ông anh của em học đại học á là từ trên xuống dưới, từ đầu đỉnh đầu tới cuối chân là một cục xà bông chà láng.
đến đời của em thì nó nâng cấp hơn chút xíu là được xài dầu gội đàng hoàng. Nhưng mà dầu gội này nó giống như là cái tiêu chí chọn dầu gội của em, giống như khi hỏi mấy bạn nữ là hôm nay ăn gì đó, sao cũng được, nhà có cái gì xài cái đó, mẹ mua cái gì xài cái đó, không dám cãi. Hôm bữa em qua nhà bạn em chơi, em vừa mới bước vô nhà tắm em thấy trời cái chai này đẹp quá, em xịt em gội đầu thử, cái chạy vô kêu nam ơi cái chai đó tao gội chỗ khác. Trời ơi, mày làm ơn mày biết cái nào là dầu gội, cái nào là dầu gì giùm tao một cái. Dạ, tóc mượn quá, dạ, cảm ơn mọi người. Dạ, mấy chị được mấy anh chị khen, dạ. Dạ rồi, thì đến với ngày hôm nay thì với tư cách là một người cũng khá là châu chuốt bản thân, em cũng rất là yêu tóc của mình, em cũng rất là yêu cơ thể của mình, chỉ có người ta không yêu em thôi. Dạ, cho em xin 2 phút mặc niệm về cuộc đời của mình. Dạ, dạ hết 2 phút mặc niệm, dạ em rất chuyên nghiệp. Thì quay lại chuyện đó. Dạ thôi, vậy thì chào mừng mọi người đến với sự kiện ra mắt sản phẩm My Man, dòng sản phẩm đến từ thương hiệu BA Care. Và để nói thêm về cái sản phẩm này thì như mọi người biết á, trước đây chúng ta xem tất cả các quảng cáo hay là những cái thương hiệu khác về những dòng dầu gội đầu hay sản phẩm dành cho nam, chúng ta sẽ thấy một cái hình ảnh những người đàn ông tất nhiên là đẹp trai, phong trần, và đi đến đâu là gái đổ đến đó. Và em thì em nhìn một cái hình ảnh đó thì em biết chắc chắn không phải là mình. Dạ, và em luôn đau đáu để tìm ra một cái thứ gì đó mà nó giống như mình, nó giống như một cái người mà luôn luôn em có một cái tên gọi mà mấy anh chị hay gọi em là family boy, tức là em rất yêu gia đình của em luôn muốn có một dòng sản phẩm nào mà mình vừa đẹp, mình vừa thơm, mà mình vừa ở cạnh gia đình của mình được, mình không có phải là gọi là hot boy hay sexy đến cái mức mà gọi là chị em đổ đứa đừng, mà mình vẫn là một cái phần quan trọng của những người phụ nữ xung quanh mình. Thì đến với cái thương hiệu này, mọi người có thể thấy được cái tên My Man. My Man có nghĩa là người đàn ông của tôi. Và tôi ở đây là ai thì tùy với mỗi người. Người đàn ông của tôi có nghĩa là một người đàn ông có trách nhiệm, đã thuộc về một người phụ nữ, nghĩ về gia đình và là người đàn ông vô cùng quyến rũ, bởi vì anh ấy biết chăm sóc bản thân của mình. Dạ. Dạ rồi, vậy thì để mà nói về thương hiệu của chúng ta thì làm sao mà em có thể rành được bằng người đã thai nghén nó, người mẹ đã sinh ra cái sản phẩm này. Để mà chúng ta hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm này và cũng như thương hiệu VA Care thì em xin phép. Dạ. Dạ đúng rồi chị, dạ đúng rồi, chuẩn bị đúng không? Mình chuẩn bị, dạ đó, mình nghe đó là chuẩn bị theo script rồi, mình nghe đó là mình phải chuẩn bị. Dạ. Xin mời người chị của em ngày hôm nay, chị Bảo Anh lên sân khấu để share cùng mọi người. Dạ. Dạ rồi. Dạ vậy thì xin chị Bảo Anh chào mọi người một cái. Dạ. Dạ và chia sẻ với mọi người về cái sản phẩm của ngày hôm nay. Chắc là đầu tiên thì cho phép chào tất cả mọi người, cảm ơn các anh chị, người thân của Bảo Anh, cảm ơn những khán giả. Ok, và chào các bạn trên lầu nữa nha, hello nha. Yeah. Và trời sao chết ra, tự nhiên bình thường đi hát em không có rung, mà hôm nay là kiểu khai sinh đứa con của em thì kiểu em bị rung á, đang bị hồi hộp quá. Chắc là em cũng hiểu. Cái là có lẽ là cái gì lần đầu tiên thì nó cũng rất là lần đầu tiên kiểu lần đầu tiên của em nó là sao? Cái lần đầu tiên của em nó hơi nhanh. Nhưng mà em mong chương trình này hôm nay nó lâu hơn. Ý là lần đầu tiên em gội đầu á, em không biết gội cho nên là cứ để vô xong rồi xả cái ào thôi. Còn lần đầu tiên thì em không biết sao. Ok, cảm ơn. Dạ. Nam. Thật ra chia sẻ với mọi người tí xíu, em thì em không có nói giỏi cho nên là em mới phải nhờ Phương Nam có mặt ở đây ngày hôm nay để nói giùm. Nhưng mà cái trách nhiệm thì vẫn phải nói, thành ra là mọi người cho em xin ít phút để chia sẻ về VA Care. VA là tên viết tắt của Bảo Anh, Care là chăm sóc, gọi là chăm sóc quan tâm. Yeah. Thì khi mà mở cái công ty VA Care thì cái mong muốn của Bảo Anh đó chính là tạo ra những cái sản phẩm mà có thể chăm sóc mọi người. Và cái đứa con đầu tiên, cái brand đầu tiên của BA Care là My Man. Lý do tại sao lại là My Man? Đó là bởi vì Bảo Anh cùng với những cộng sự của mình nhìn thấy được rằng là người đàn ông ở Việt Nam có rất là ít những cái sự lựa chọn để chăm sóc cho bản thân mình. Thành ra là Bảo Anh muốn tạo ra một sản phẩm tốt, một sản phẩm
mà có thể giúp cho người đàn ông Việt Nam mình có thêm sự lựa chọn, nhưng mà nó vẫn phù hợp với mức lương, phù hợp với túi tiền của mọi người. Nên là hy vọng rằng là My Man sẽ là một người bạn của tất cả những người đàn ông của gia đình của gia đình. Hồi nãy Trung Quân ở dưới có nói là vậy BD không được xài hả? Hỏi cái câu gì ác nghiệt vậy bà nội? Trời ơi, đàn ông của người đàn ông vẫn xài được. Người đàn ông của một người đàn ông khác vẫn xài được. Dạ, vẫn là My Man. Dạ, vẫn là My Man nha mọi người. Và để đi đến được ngày hôm nay thì không thể chỉ có một mình Bảo Anh được. Phải có cái sự hỗ trợ rất là nhiều từ những người thân, những người cộng sự. Và cho phép Bảo Anh được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu những người thân, những người cộng sự của Bảo Anh cho BAK cũng như là My Man. Xin mọi người dành một tràng pháo tay.